Ý là cái vườn này của anh ấy là trước khi làm bông là nó đẹp lắm. Đẹp mà. Sau khi làm bông xong. Nó khỏe như này mà. Sau khi sau toàn bộ những cây gì xong thế. À nhưng mà sau khi làm bông ấy thì bắt đầu là có dấu hiệu là bị rụng lá hả? Nó suy nó rụng lá xong bắt đầu nó phát bệnh thì chưa? À rụng lá xong bắt đầu phát bệnh. Đấy, vậy chi vậy? Mất lá chân bắt đầu nó mới xì. Mất lá chân bắt đầu xì. Bắt đầu là do phân do không đúng phải chưa? Đúng rồi. Thế thì anh thấy có đúng không? Có phải là bộ lá rất là quan trọng với cây trồng không? Bộ lá rất là quan trọng với cây trồng không? Khi mà nó mất lá, nó thiếu lá là nó đổ bệnh. Đấy. Ông của tôi lại cái cây nó nặng như thế này thì dáng có cây nặng nó thì ra. Những cây nặng như này mà nó cạo cuối cùng nó cũng hết. À. Thấy không? Nó xì hết chỗ này chỗ nọ này. Hết chỗ xì luôn. Hết chỗ xì luôn. Đấy, cây này hết chỗ xì luôn. Quá kinh khủng. Đây thỉnh thoảng nó có cây như này thôi chứ. Mà lại không có phần... mà lại cũng có đâu có trái đâu, em thấy năm nay có năng suất đâu. Chú chết thì làm gì có. Như này thì nó phi cây thì... Tha chết là may phải không? Ờ, mẹ nó sống được phúc tổ những cây. Có rất nhiều cây đi hết rồi chứ. Cây này làm gì có quả đâu mà nó chỉ lá là nó... Cái đất này của anh này, nó là đất trắng pha cát. Thì anh phải chú ý về cái vấn đề gọi là bổ sung chất hữu cơ trong đất. Thì mới cải tạo được đất nha. Đấy, đất là mẹ, cây là con.